Chào các con, cô Hồng Vân rất vui mừng chào đón các con đến với bài học trang số 23. Hôm nay chúng ta sẽ được học một nốt nhạc mới ở bài Kimis. Bây giờ các con cùng quan sát cô hướng dẫn nhé. Chúng ta đã được học nốt Do, Re, Mi khóa Son. Chúng ta đã được học nốt Do, Si, La khóa Fa. Vậy nốt hôm nay chúng ta được học là nốt Son, ký hiệu là chữ G. Và nốt Son này được viết ở khe cao nhất, tức là khe thứ tư ở khóa pha nhé. Bây giờ cô sẽ chỉ cho các con vào bản nhạc này có nốt son là nốt này này. Nốt này. Tất cả các nốt này đều là nốt son. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn cho các con gọi tên nốt nhạc của bản nhạc Kimis này nhé. Các con cùng quan sát. Nhịp 3-4 chúng ta sẽ lấy nhịp đều là 1, 2, 3, 1, 2, 3. Mi, Do, Re, Son, 2, 3. Do, Re, Mi, Do, 2, 3. Mi, Re, Do, Son, 2, 3. Son, Re, Mi, Do, 2, 3. 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 Còn chỗ này là Son 2 3 Son 2 3 Son 2 3 Son 2 3. Ở khu vực 4 ô này, chúng ta sẽ cần hạ hai phím đàn này cùng một lúc, là phím Son tay trái và phím Do tay phải cùng một lúc với nhau nhé các con. Lát nữa cô sẽ hướng dẫn cho các con kỹ hơn ở trên phím. Bây giờ chúng ta đến phần tiếp theo, phần đóng khung này. Hãy viết nốt Son ở phía dưới. Đối với khóa pha thì ô đầu tiên các con sẽ viết nốt son tròn này, ô thứ hai các con viết son trắng, ô thứ ba các con viết son trắng chấm và ô cuối cùng thì các con viết nốt son đen. Như vậy cô đã hướng dẫn xong cho các con và chúng ta cần nắm vững những phần lý thuyết mà chúng ta đã được học trang 23 này nhé. Bây giờ thì các con cùng quan sát cô hướng dẫn các con chơi bản nhạc này trên phím như thế nào này. Trước khi vào bài Kimis thì cô sẽ chỉ cho các con vị trí phím son ở trên phím đàn nhé. Bây giờ trước khi mà chúng ta tìm phím son ở tay trái á, thì chúng ta sẽ tìm vị trí đô trung tâm này. Rồi chúng ta lùi về đô, si, la, son. Như vậy phím son là phím này. Chúng ta sẽ chơi ngón số 4 nhé. Tay phải thì chúng ta vẫn đặt vị trí đô trung tâm. Và có 4 ô nhịp cuối cùng là các con sẽ phải hạ hai tay cùng một lúc với nhau. Rồi bây giờ các con cùng quan sát cô chơi mẫu bản nhạc này từ đầu đến cuối nhé. Nhịp 3-4 cô sẽ lấy nhịp đều. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Mi, Do, Re, Son, 2, 3. Do, Re, Mi, Do, 2, 3. Mi, Re, Do, Son, 2, 3. Son. Sau đây thì cô sẽ chơi mẫu với lại nhạc ở tốc độ chậm và nhanh cho các con nghe nhé. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Quay lại. Thank you.
vậy, cô Hoàng Vân đã vừa hướng dẫn xong cho các con bài trang số 23, The Chemist. Các con luyện tập bản nhạc này nhé. Chúc các con thành công. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các con.